Hello, hello, xin chào Nguyễn Thiết Tân. Tối hôm nay là tối lần thứ ba Chi Tâm lên online, Go Live để cùng giao lưu với tất cả các cô chú và các anh chị em trên Facebook. Buổi tối hôm nay là tối thứ bảy, bây giờ là 9:40 của giờ California. Kính chúc cô chú và các anh chị có một buổi tối cuối tuần thật là nhiều an lành, nhiều hạnh phúc. Xin chào Nguyễn Thiết Tân, xin chào Nhật Anh Dương. Hôm nay thì cũng như mọi hôm thì hôm nay Chi Tâm hơi không có được khỏe tại vì nhờ làm việc hơi nhiều, tại có những lớp dạy, cho nên xin phép làm trong 60 phút thôi để ngày khác mình sẽ còn cái sức để mình lên online cách ngày đi. Bây giờ tại vì làm sát ngày thì mình có thể mình có thể hết giấy không? Coi cái giấy dưới. Chào Nhật Anh Dương, hôm nay cũng như thường lệ thì chúng ta lên online từ quý vị nào theo dõi trang Facebook của Chí Tâm thì mình sẽ thấy qua Facebook những lời tâm tình. Chú đàn tặng cho con một đoạn được không chú? Con khoái bài Trăng Thu và khúc dây kép của chú lắm. Rồi, chắc là được chứ, cái đó cũng không có gì khó khăn. Điệu Trăng Thu và khúc. Trăng Thu Dạ Khúc, cảm ơn Nguyễn Thiết Tân đã yêu cầu. Còn Hà Thanh Lê đã mới vừa truy cập, mới có join. Cùi bắp thì một câu trong Lan Bà Điệp từ con chú, mùi quá chú ơi. Đạt Lữ, Đạt Lữ cũng là một tay đàn rất là hay nha. Hồi nãy khi mà đờn nó thì con gái muốn cho thấy cái cần đờn, thành ra bẻ tới bẻ lui nó làm cho mình chi phối á, không có mình lo bẻ làm sao cho thấy cái hình được tốt á, cho nên cũng hơi không có tập trung, hơi lo ra chút xíu. Cũng có nhiều cách, nhiều người đờn như là Đạt Lữ hay là những cái anh nhạc sĩ trẻ mới thì có nhiều chữ đờn mới mẻ hơn. Vân cũng đều có cái tính cách là mình muốn qua dạng, tại vì sở dĩ cổ nhạc mà nó sống động là tại vì nó không có phải là mình đờn chết một chỗ, mỗi người tự gọi là tự sáng tạo cho mình một cái cách đờn. Chẳng hạn
để tự nghiên cứu đờn các bài bản không chú. Thực ra thì các bài bản thì học những cái lời ca trước, học lời ca xong mình sẽ dễ đờn hơn, dễ nhớ bài ca rồi thì bài đờn mình sẽ nhớ theo. Cái cách đó là người Bắc, tức là ở ngoài Bắc họ học bằng cách đó, họ học lời ca xong họ lấy cái lời ca đó làm chữ đờn. Thay vì mình cứ đọc hò sự sang xê cống đó thì mình khó nhớ hơn là có lời ca. Đó. I love chú nhiều lắm, Quỳnh Cương, cảm ơn Quỳnh Cương. Thùy Dương Phạm, hay lắm chú. Khánh Tăng, chú ơi ca vọng cổ về neo đi chú. Neo thì mình đã có thực hiện ở trên cái Facebook, cũng có người post lên nguyên bài rồi. Cho nên cũng dài lắm, đó là 4 câu. Vâng, bây giờ thì có Lý Sinh Sự, Lý Sinh Sự. Cái điệu này mới nghe, nghe điệu Lý Sinh Sự. Xin chào Lý Sinh Sự. Bây giờ xin cô chú và các anh chị share cho bà con ở khắp nơi. Mình có thể mình có nhiều bạn ở bên Úc Châu, ở bên Âu Châu, hay là các nơi ở Việt Nam vân vân. Thì mình ở Mỹ mình share về Việt Nam, hoặc là Việt Nam mình cũng share qua với các nước khác láng giềng. Như Chí Tâm cũng có bạn ở Đài Loan, cũng có mấy cháu ở Đài Loan cũng có lên Facebook và xin kết bạn với chú Chí Tâm. Rồi các cháu cũng share ra thì mọi người, nói chung là Việt Kiều ở khắp nơi, những người Việt ở khắp nơi đều có thể xem trang Facebook của Chí Tâm được. Chú ơi, cho con hỏi lúc trước con hát hơi dài 29 giây, sao bây giờ con hát không được nữa, là tại sao vậy? Là tại vì mình ít hát thôi, mình ít hát mình không quen nữa thì cái hơi mình nó không có quen thở dài, nín hơi dài. Theo cái cách mà anh Châu Thanh chia sẻ đó thì anh Châu Thanh có nói là mình tập nín hơi, nín hơi ban đầu thì nín 45 giây, sau đó nín được 1 phút hay là nín được 2 phút. Thì cái sự nín hơi đó cũng tập cho mình cái hơi được dài hơn. Giống như mình lặn vậy đó, lặn sâu, lặn lâu thì mình sẽ nghỉ lâu hơn, thì cái hơi mình nó dài ra thì mình thở trong cái yên lặng đó. Thì mình không có bị hết hơi. Lâu ngày nghe lại cải lương nhớ bà ngoại quá. Tiffany Trần, nhớ bà ngoại quá. Thì cũng có nhiều người nói vậy đó. Đấy, chú Chí Tâm, con ái mộ chú Chí Tâm lắm, con xin chụp hình với chú. Sau đó cái nói bức hình này mà bà ngoại con thấy, bà ngoại con thích lắm á nha, chứ không phải cô đó thích. Rồi đó là thật ra thì cổ nhạc của mình là nó trong nằm trong lòng dân tộc rồi, cho nên đối với những người thế hệ lớn, thế hệ cỡ bà ngoại hay là cỡ ba mẹ vân vân của các cháu thì thích. Nhưng mà nếu mà các cháu biết thưởng thức mà biết cái hay trong nhạc cổ Việt Nam thì mình cũng sẽ thích giống như những người lớn, thế hệ lớn ở trong gia đình mình đó. Đó là vậy. Bây giờ mình cái trang thu giả khúc nó còn cái gọi là cái dĩ, dĩ là cái đuôi, cái hồi nãy là cái thủ, bây giờ cái dĩ thì cái câu và cái chỗ mà Sương Susan, chào Như Sương, anh ba của em. Hôm nay hên quá, xem được live show Chí Tâm, chương trình hay lắm, anh ba giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn Như Sương. Như Sương ở bên Houston. Houston dạo này bớt lục lội chưa? Và những cái trận mưa, nước nó đang còn ở lại những cái trũng sâu hay là đã rút đi khỏi rồi, bà con cũng đã yên ấm trong cái cảnh khô ráo rồi. Như Sương ơi, và hôm nay thì Chí Bình, tức là người em thứ 10, cũng từ California trở về Houston. Trở về Houston thì chú 10 chắc chắn là cũng đã tới rồi.
nếu mà gọi cho chú Mười lên online để nghe anh Ba trực tuyến nói chuyện trực tuyến với bà con các cô chú và các anh chị của trên trang Facebook Đạt Lữ, hy vọng một ngày nào cũng có một clip như thế này thật bổ ích đối với con. Thì hầu như là chú Chí Tâm muốn mỗi ngày, nhưng mà lực bất tòng tâm, có khi sức khỏe không cho phép, thì mình có thể nghỉ một ngày, mình làm một ngày đó. Đây là xin chào Andy Chris, đây là chương trình gọi là Go Live để mà mình giao lưu, mình gieo tình cảm với tất cả các cô chú và các anh chị đã từng ái mộ Chí Tâm trong nhiều thập niên qua. Nãy giờ con đi tập chương trình, con chào thầy Tài Linh, chào Tài Linh Trương. Cái chương trình này vui lắm Andy Chris, hy vọng là Andy Chris cũng sẽ thực hiện những chương trình như thế này. Hải My Trương nghe phè. Hải My Trương này không biết có phải là nữ ca sĩ Hải My không, thì xin cho anh Chí Tâm được biết. Còn Khánh Tâm thì chú Chí Tâm ơi, chú hát đi chú, con thích nghe chú hát lắm. Con với má con đang ngồi xem chú đó. Xin chào Khánh Tâm và chào gọi là thân mẫu của Khánh Tâm. Hát thì sẽ mệt hơn là đờn. Thì nếu mà những cái bài đờn như là hồi nãy có người yêu cầu đó, thì mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cũng sẽ mình sẽ lấy thời gian ra để mình hát một vài câu, chứ không phải hát hết hết bài. Rồi Alex A Đào, Alex Ả Đào hả? Cái chữ Ả Đào này nghe quen quá. Vâng, thầy hát một bài Qua Bất Diệt đi thầy hả? Qua Bất Diệt thì bây giờ hát Bánh Bông Lan trước đi nha. Dạ không phải, con biết hát chút chút cải lương thôi, vì con là dân Bạc Liêu. Vậy thì trùng tên với một cô Hải My ở tại California, cô ấy cũng hát rất là hay, là một nữ ca sĩ hát nhạc jazz, nhạc Việt Nam, nhạc Mỹ cũng hát hay. Tuấn Quỳnh Võ, Tuấn Quỳnh, chú Chí Tâm hát Mùi Mẫn con rất thích, nhưng những bài chú hát với cô Hương Lan, cảm ơn Tuấn Quỳnh. Còn Alex Đào, cô hai ơi, cái Bánh Bông Lan thì nhị vàng cánh trắng. Cái lời hát này của soạn giả Loan Thảo cũng rất là có duyên phải không? Cô hai ơi, cái bông lan thì nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan thì cái cánh nó vàng mà cái nhụy nó cũng vàng luôn. Cảm ơn Quỳnh Phúc, chúc bố một tối vui vẻ. Nghe hát là cô bán bánh phong lan, bông chứ không phải phong. Bỏ bánh theo chú luôn. Bánh phong lan bỏ chú theo chú luôn. Cảm ơn Đạt Lữ. Hải My Trương, thank you chú. Cùi bắp thì mùi mận lắm chú ơi, bánh bông lan bài con rất thích. Quyên Nguyễn, hay quá chú ơi, nhớ chú Điệp quá xá hà. Vâng, thì nếu mà những bạn nào ở bên Mỹ chẳng hạn, thì nếu thích những cái đờn như thế này của Chí Tâm đặt
làm giống như cái này là Yamaha, mà khi mình chiếu ngược thì nó trở thành là cái chữ nó bị ngược đó, Yamaha nha. Là Yamaha thì như thế này, thì Chí Tâm cũng có sản xuất để bán cho tất cả các bạn nào mà thích đờn cổ nhạc. Chí Tâm cũng có, và xin các chú và các anh chị hãy bấm vào nút share để cùng share với nhau, để mọi người cùng lên Facebook với nhau trong cái giờ này. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, chỉ có 90 phút thôi. Hát nghe nữa đi chú. Quyên Nguyễn thì hay quá chú, nhớ chú Điệp quá à. Bố ơi hát đoạn Lan và Điệp đi bố. Giọng hát của chú từ xưa tới nay vẫn không gì thay đổi, chú hát hay mà đàn lại càng hay. Có nhiều cái đàn mới hơn nữa đang để trong cái hộp, để trong thùng, nên nếu mà dần dần để ngày mai 21 gì đó, Chí Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn những cái đờn để mà các bạn có thể có hứng thú mà muốn mua, muốn sở hữu những cái đờn này thì hãy gọi cho Chí Tâm. Bây giờ Chí Tâm cũng nhắn với Kevin Thái Đỗ ngày hôm qua đó, thì đã muốn biết số phone của Chí Tâm thì là số 714 417 6561, 1714 417 6561, để mà em Thái Hoàng có thể gọi là cho anh Chí Tâm nha. Ngày mai gọi vân vân. Đài Trang thì chú hát một đoạn Lan và Điệp đi chú. Chú Tâm ơi, chú hát hay quá, chú hát Lan và Điệp đi chú. Cái bài này sao ai cũng cũng rất là thích. Bây giờ thì hát một đoạn Lan và Điệp ở câu 2 nha. Câu 1 thì cô Lệ Thủy đã hát rồi, thì mình hát cái câu 2. Lan ơi dầu mai đây đường xa xôi nhiều dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ, bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để già nghi ngờ, dẫu đèn xanh ngọn đỏ anh vẫn một lòng yêu mến mảnh trăng quê, nhớ dòng sông sâu bên lở bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa đưa khách, nhớ người yêu trúc ông cho anh ăn ngọc, và nguyện trọn một đời không giống phụ đôi ta. Đó là câu 2. Cảm ơn chú rất nhiều. Con nghe con mê nhất là đoạn này. Đài Trang, cảm ơn Đài Trang. Tracy Thùy Lê, Thủy Lê Trương, cảm ơn chú. Giờ này nghe chú Chí Tâm hát thiệt là nhớ nhà quá đi thôi. Nếu mà nhớ nhà chắc chắn là người ở Mỹ rồi chứ không phải ở Việt Nam, phải không? Còn Quỳnh Phúc thì bố ơi con khóc rồi. Trần Thanh Nghĩa, anh Tâm anh có thể giải thích giúp em và nhiều người khác nữa tại sao tiếng đàn vọng cổ bây giờ không hay bằng ngày xưa vậy anh? Cái này thì khó nói lắm, cái hay cái dở là do cái người người cảm nhận được. Chẳng hạn như đờn nhanh nó có cái hay của nhanh và đờn chậm nó có cái hay của chậm. Chẳng hạn như là mình cái câu này, ví dụ đó thì đó là mùi. Còn thí dụ đờn nhanh đi, nó cũng nhanh như vậy, giống như một người nói nhanh và một người nói chậm rãi mà rõ ràng, thì cái người thích nghe nói chậm thì họ khen cái người nói chậm hay, còn cái người mà nói thích nghe cái người nói nhanh đó, ô anh nói nhanh hay quá vậy. Thì đó là cái hay cái dở, mà cái hay đối với mình nhưng mà có đôi khi cái người khác nghe không hay. Nhân tâm tùy mạng mở là vậy. Còn Khánh Tâm thì nghe đã quá chú ơi, con cảm ơn chú đã hát tặng mọi người. Hay mà, cảm ơn anh, nghe giọng ca anh vẫn ngọt ngào như ngày nào. Cảm ơn Tâm Lực. Cùi bắp thì hay quá chừng, con hát theo chủ đó. Vâng. Rồi những cái cách như là mình với đào chẳng hạn. Mình có thể đánh
mình xuống cái tông trầm hơn, nó vẫn cái có cái cách mùi khác, tức là có nhiều cái cách đờn khác nhau chứ Lan. Cái cách nhấn ở chữ sang mà cái chữ này. Còn có một cái lái nữa cũng rất là hay, Đạt Lữ không biết còn trên live để nghe không thì chú chia sẻ chỗ này. Đó là cái lái hò cũng mọi người tự tìm tòi cho mình một cái lái hay. Đó, một cái lái hay chẳng hạn như cái thế này, thế này cái lái hò cũng rất là hay như nè. Anh này anh là tên Tôn B, từ thập niên 70 anh đã đờn những cái chữ đờn này mà chú Tâm mãi nhớ cho tới bây giờ đó, ở trong đoàn Kim Trung. Mỹ Hiền Khắc Ninh, hay quá anh ơi. Tâm Lực thì anh nên có thể đàn vài câu Dây Ngân Giang tặng cho em và các bạn hâm mộ được không ạ? Dây Ngân Giang thì phải lên dây hết toàn bộ lại, còn nếu mà dây bán Ngân Giang thì mình chỉ lên dây 2 thôi. Cái lái đó hình như giống của Danh Cầm Văn Hải. Chào nghệ sĩ Tuấn Vương. Nghệ sĩ Văn Hải thì anh Tâm ít có nghe, nhưng mà xưa Tôn B thì anh Tôn B ảnh đã đờn cái lái này. Đó là cái lái của anh Tôn B. Còn cái lái này anh Chí Tâm mới tìm ra như thế này. Tâm Lực thì dạ, còn Quỳnh Phúc, bố ơi bố có thể hát lại đoạn tưởng nhớ bác Viễn Châu được không bố? Thì chút nữa chú Tâm tìm lại bài đó, chú Tâm sẽ hát, tại vì chưa có thuộc. Tại vì hát lúc đó là hát nhìn mặt chữ mà hát rồi xong rồi cũng không có nhớ hết trong đầu, tại ít có hát đó cho nên không có nhớ được. Quỳnh Phúc ơi, còn dây kép cũng có cái đoạn hay của dây kép. Chưa từng thấy nào hết, con đam mê cải lương lắm. Con chưa từng thấy nào hết là gì? Con hay nhắm dây đào và dây kép, hay nhầm lẫn dây đào và dây kép. Chú có cách nào để biết dây đào và dây kép không? Thì thật ra thì mình là con trai thì mình phải hát dây kép, còn nữ thì phải hát dây đào. Ngoại trừ những trường hợp như cô đào đó giọng trầm thấp, giọng nữ trầm thì phải hát dây xề, chứ không phải hát dây kép thường. Dây kép thường là dây son, chẳng hạn mình nói đây là dây kép. Còn dây đào là dây đào đờn những chữ cao, lên cao để mình nghe được, cái đó dây đào. Đó là dây đào. Thì tài Linh Trương có yêu cầu đờn Lý Quang Sáu, dây đào dây Lý Quang Sáu nha. Thank you.
điệu lý con sáo, còn thằng Út xa nhà thì yêu cầu chú ý tâm đờn dây hò bát. Dây hò bát này bát độ thì không biết cái chữ bát này là dây, có phải dây đô không thằng Út xa nhà? Bát thì rất là khó đờn ở cái dây đô, tại vì rê sau đó là dây đô. Vâng, cảm ơn Út. Chú một lần, chú có một lần nghe cho Út đờn rồi, đờn dây này Út đờn rất là hay. Rồi chú hát một đoạn Nam trong ba Nam đi chú. Hay quá chú ơi, con nghe mùi quá, nhớ nhà quá chú ơi. Cảm ơn Đại Trang, thì nghe cho đỡ nhớ nhà phải không? Mà sau nghe càng nhớ nhà hơn. Quỳnh Phúc hai nghe não lòng da diết bố ơi. Hồi nãy có người yêu cầu bán ngân gian thì mình rao một vài cái bán ngân gian đi. Sẽ đờn một điệu Nam, mà đó là điệu Nam Xuân. Nam Xuân thì có 8 câu, có 20 câu nhưng mà mình đờn 8 câu thôi trong điệu Nam Xuân này ha. Tâm thần tượng của con xin chào Hoa Nguyễn. Aaron Quang Trần thì anh Chí Tâm ơi, cho em xin một đoạn Tình Anh Bán Chiếu. Đạt Lữ thì con hy vọng một ngày được gặp chú để chú chỉ bảo con nhiều hơn.
Rồi Đạt Lữ mình sẽ hy vọng rằng có duyên sẽ gặp nhau, gặp Đạt Lữ nha. Rồi xin chào Nhật Ánh Dương, chú ơi đàn Lý Tòng Quân ha. Lý Tòng Quân thì dễ mà. Tòng Quân mà còn gọi là Lý Mù Sương nữa. Rồi hát một đoạn Tình Anh Bán Chiếu rồi mình xin chia tay nha. Xin mời các cô chú và các anh chị bấm share để mà mình cùng nhau thưởng thức cũng như cùng nhau giao lưu với nhau trong tinh thần là kết bạn khắp mọi nơi trên thế giới cùng với nghệ sĩ Chí Tâm nha. Có người yêu cầu là Văn Thiên Tường nữa kìa. Cảm ơn chú Chí Tâm đàn Nam Xuân Mùi quá. Con chúc cô chú mày mãi an lành, để tụi trẻ tụi con học mãi nền tài tử Nam Bộ. Rồi Văn Thiên Tường cũng rất là hay. Những lúc mà Văn Thiên Tường lớp dựng thì dễ nhớ và nhiều người chơi cái đoạn này hơn hơn là những cái lớp khác, lớp dựng như thế này. Thái Đỉnh thì cảm ơn chú hay quá chú ơi. Vâng rồi hôm nay thì mình sẽ tạm biệt ở đây. Mỗi một lần như vậy thì chắc cho 60 phút thôi, chứ nhiều quá thì mình cũng cũng mệt, mà các bạn cũng lên cũng nghe cũng chán cũng mệt. Hát hay mà còn đàn hay nữa. Cảm ơn Yến Võ, tâm lực mùi quá anh ơi. Phụng Nguyễn thì hu 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 xong rồi hả, phải rồi xong rồi. Nguyễn Duy Thanh nữa kìa. Vâng thì mình có thể xem lại chương trình này và share lại cho các bạn ở khắp mọi nơi, các cô chú và các anh chị các ở mọi nơi cũng cùng được thưởng thức, tuy là không có trực tiếp.
thì cũng nghe gián tiếp vào ngày mai. Và ngày mai là thứ hai thì thôi mình tạm nghỉ một bữa đi. Tại ngày mai bận có hẹn thu băng cho các học trò. Rồi thứ ba thì mình sẽ trở lại vào lúc 9:30 tối. Tạm biệt các bạn, các cô chú và các anh chị nha. Bye bye, good night.